Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần ngữ pháp với ngữ pháp an đi với động từ. Đó là không làm, không thực hiện cái việc đó, không thực hiện cái việc động từ này. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở trong bài số 3, giáo trình sơn hơn 1A. Ăn đứng trước động từ khi muốn nói ý, phủ định một hành động nào đó. Ví dụ như chinkurun anmanayo. 친구를 만나요 là gặp bạn bè nhưng mà 친구를 안 만나요 tức không gặp bạn bè có thể chúng ta dịch là không không gặp bạn bè hiền xin hiền cô ghi rất ăn mờ rồi là ăn ăn mờ là không ăn cô ghi đây là thịt tức là câu này có nghĩa là hiền không ăn thịt không bu bạn học à anh không học công vũ án hèo tôi không học với những động từ giống như công vũ hà tà un tông hà tà được tạo thành bởi danh từ cộng với hà tà thì khi phủ định thì an luôn đứng trước hà tà các bạn lưu ý an đứng trước hà tà chứ không phải là an đứng trước cả cụm công vũ hà tà steven steven sinan án un tông heo. đây là cái nói không đúng không ai nói như thế này cả nhé Hàn Quốc không ai nói chỉ có chúng ta học là hay bị nhầm là an đứng trước động từ thì chúng ta cứ nghĩ là un tông hata nó là một cụm động từ nó là một cái động từ thôi thực tế đây là danh từ un tông ghép với hata thì chúng ta có thể nói câu này chính xác đó là Steven Sinan un tông un an Steven Sinan un tông an cái này nói như thế thì chúng ta nói chuẩn ngay các bạn lưu ý là những cái động từ hata thì chúng ta chèn cái chữ an vào giữa chữ hata ấy, và vào trước cái chữ hata thôi ạ. chúng ta chú ý như vậy. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show. edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukhoasosmedia, bye bye.